Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa phê duyệt 4 cụm công nghiệp mới trên địa bàn các huyện Tiên Lữ, Ân Thi và Phù Cử với diện tích các dự án khoảng 140 ha, tổng vốn dự kiến gần 1.200 tỷ đồng. 4 cụm công nghiệp gồm cụm công nghiệp dị chế địa bàn xã dị chế huyện tiên lữ có diện tích khoảng 30 mươi ha tổng mức đầu tư 160 tỷ đồng cụm công nghiệp Đình cao xã Đình cao huyện phù cử có diện tích gần 20 mươi ha tổng mức đầu tư dự án trên 150 tỷ đồng cụm công nghiệp đa lộc xã đa lộc huyện ân thi có diện tích trên 70 mươi ha tổng mức đầu tư hạ tầng trên 650 tỷ đồng và cụm công nghiệp thiện phiến xã thiện phiến huyện tiên lữ có diện tích 30 mươi ha tổng mức đầu tư trên 220 tỷ đồng Ngành nghề trong các cụm công nghiệp chủ yếu là sử dụng công nghệ cao, công nghệ hiện đại, điện tử, công nghiệp may mặc, các dự án sử dụng tiết kiệm năng lượng, công nghệ sạch không gây ô nhiễm môi trường và sử dụng nhiều lao động tại địa phương. Thời gian dự kiến thực hiện dự án trong khoảng từ quý 2 năm 2022 đến quý 1 năm 2023. Kết thúc đầu tư đưa vào khai thác sử dụng từ quý 4 năm 2023.